Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 5 tháng 6 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, nhiều những mặt hàng kg và rất nhiều những cái giỏ hàng lan thuần đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là những cái mặt hàng kg trước ạ. Dáng hương đuôi sóc, cây vừa tầm và căng mướt, lá xếp rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó, quay rất là rõ để cô chú anh chị có thể nhìn tưởng tượng ra. Và em bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn. Dáng hương bạch nhạn cô chú anh chị nhìn thấy ạ, thân lá căng mướt và hiện tại thì một số cây vẫn còn đang nụ này. Cho ai yêu mến những cái màu hoa trắng và hương thơm rất là dịu ngọt tuyệt vời của nó ạ. Giá em bán là 170.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg. Sau bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng. Cô chú anh chị cùng em xem cái mặt hoa của dòng lan nhất điểm hồng, với bông hoa màu trắng và cái họng điểm một xíu chấm cam đỏ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Trắng luột là không tì vết luôn ạ. Đây ạ. Đấy, đây là cái mặt bông của dòng lan nhất điểm hồng nhé. Em bán nhất điểm hồng với giá là 120.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hải yến, với mặt bông là cái sắc hoa tím rất là xinh đẹp luôn ạ. Cái dòng lan hải yến này em xin phép bán với giá 130.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo xoắn. Cái lô xoắn này em sẽ bán thanh lý cô chú anh chị nhé. Bởi vì là hiện tại cô chú anh chị thấy là thân thì rất là khỏe và đẹp thôi. Đấy, mầm gốc thì đang lên rất là đẹp. Tuy nhiên thì hàng rụng lá, nhìn xấu mã phải nói như vậy. Nhưng mà cô chú anh chị mua thì phải nói là siêu siêu là lợi cân luôn cô chú anh chị nhé. Bởi vì là cô chú anh chị không phải bị cân lá, mà những cái thân này thì rất là khỏe đẹp, nó không có làm sao đâu. Mà em bán với giá có 230.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nào đã được từng ngắm mặt bông của gà tròn vùng Cao Bằng rồi thì chắc chắn sẽ có một cái nhận xét, một điều rằng là hiếm có nơi nào có mặt bông đẹp tuyệt vời như gà tròn của vùng Cao Bằng. Hiện tại cây đang bắt đầu lên những cái mầm gốc mới này cô chú anh chị này. Gà tròn vùng Cao Bằng rất là xanh tươi và đẹp. Em bán với giá với mắt nhung đen, bông hoa rất là to và rực rỡ. Bán với giá 190.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan huyết nhung vàng. Hàng thì bên em chọn lựa rất là kỹ luôn. Một trong những cây lan mà hiện tại là nằm trong cái gọi là những cây lan hiếm, hiếm cô chú anh chị nhé. Hoa thì vàng, những cành hoa dài vươn cao như là những cái ánh sao đêm. Đấy. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá trên thị trường, có lẽ người ta bán sỉ đã 150 rồi ấy, nếu mà người ta mua lại ấy. Và bình thường em thấy là người ta bán 250 cho 1 kg là giá lẻ, em thấy là người ta bán như vậy cô chú anh chị nhé. Đấy, còn bên này đây sẽ là dòng lan kiếm hồng tương tư cô chú anh chị nhé. Tương tư hồng ạ. Mặt bông của dòng lan tương tư hồng của chú anh chị rất là, nó rất là xinh đẹp như thế này. Cái dòng lan tương tư hồng này thì nó cũng có thể có những cái mặt bông nó hồng, cũng có những cái mặt bông nó sẽ xanh, hơi vàng, nó cũng có nhiều những cái mặt bông của chú anh chị ạ. Dòng lan tương tư hồng này cũng rất là dễ thuần, dễ chăm, và hàng thì em đã lọc rất là kỹ luôn rồi. Hiện tại thì đang chuẩn bị là mùa, chuẩn bị cho mùa hoa mới nhé của chú anh chị nhé. Em xin phép bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm bích thủy, hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Kiếm bích thủy, kiếm hồng hoàng đây em bán với giá là 80.000 cho 1 kg và 150.000 cho 2 kg. Dòng lan kiếm bích thủy này cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc ạ. Cái dòng lan hoàng phi hạc thì dễ trồng thuần ở tất cả mọi vùng miền, và hoa thì rất là sắc nét và đẹp.
cái mặt bông của nó có thể sổ ra mắt đen, họng đen cũng có thể sổ ra họng vàng nhé. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây sẽ là lô kiếm Tiên Vũ của vùng rừng Tây Ninh, với bản lá to, láng bóng và côn lùn rất là tuyệt vời luôn, như thế này cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn. Kiếm Tiên Vũ vùng rừng Tây Ninh có thể sổ ra những cái mặt bông rất là đẹp ạ. Em bán kiếm Tiên Vũ vùng rừng Tây Ninh này với giá là 110.000 cho 1 kg thôi. Hàng này thì cô chú anh chị không chỉ trồng ngắm thưởng thức hoa mà cô chú anh chị còn có thể thưởng thức thân lá rất là tuyệt vời luôn nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vẩy rồng của vùng Cao Bằng. Đấy, hàng thì em đã chọn lựa và cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi. Hiện tại thì cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa của vẩy rồng vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Hoa của vùng vẩy rồng vùng Cao Bằng thì hoa nó rất là đậm, vàng đậm cô chú anh chị ạ. Cái giả hành nó bé nên là khi mà ra bông thì cũng sẽ rất là sai hoa cô chú anh chị ạ. Em bán vẩy rồng vùng Cao Bằng ở đây với giá là 140.000 cho 1 kg của chú anh chị này. Sang bên này đây thì em có dòng lan là hoàng thảo lông trắng. Cô chú anh chị thấy là cây hiện tại đang bắt đầu lên những mầm chồi tơ mới rồi đây này cô chú anh chị này. Hoàng thảo lông trắng em xin phép được bán với giá là 320.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Cô chú anh chị có thể sưu tầm cái mặt bông cây lan rất là độc đáo và đẹp cho sân vườn đây ạ. Hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới như vậy cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Để đảm bảo cái giống cho cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam cô chú anh chị thấy là hiện tại cây cũng đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới nhé. Hoàng thảo đơn cam em xin phép được bán với giá 620.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg thì cô chú anh chị cũng được khá là nhiều cây giống rồi. Bởi vì dòng hoàng thảo đơn cam này ấy thì thân nó khá là mập nhưng mà nó ngắn. Và mùa này không có lá nên nó rất là nhẹ cân, nên là cô chú anh chị sẽ được khá là nhiều nhé. Đấy, hoàng thảo đơn cam. Bên này em có một cái lô nhất điểm hoàng rất là nhiều luôn. Và cái lô nhất điểm hoàng này em chỉ bán có 40.000 thôi, về cô chú anh chị có thể chăm sóc. Bên này thì em có một cái lô kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này, với chỗ này về cô chú anh chị ghép được một giò rất là xinh luôn cô chú anh chị nhé. Với những cây này này, đấy cây này ngắn bé tí như vậy thôi mà cô chú anh chị cũng thấy là nó có thể vẫn ra hoa này. Những cây lớn này rất là tiếc là vừa rồi nó đã ra hoa hết rồi. Dòng kiều vuông mỡ gà của bên em thì đặc điểm cực kỳ là sai bông luôn ạ. Em bán cái lô này với giá là 50.000 nhé, cho lô kiều vuông mỡ gà này. Sau bên này thì em hôm nay em có thêm 2 cái lô hoàng thảo nghệ tâm nhé, rất mầm đang lên xanh tươi rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đó, cái dòng hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Đây là cái mặt bông của nó cô chú anh chị này. Khi mà cô chú anh chị vừa mới lấy về để mà cô chú anh chị ghép ấy, thì chắc chắn là sẽ khá là khó chịu. Tuy nhiên thì cô chú anh chị khi mà cô chú anh chị đã trồng lên giò rồi thì cô chú anh chị sẽ cảm thấy là mình được đền đáp thực sự sẽ rất là xứng đáng với cái công sức mà cô chú anh chị đã bỏ ra, bởi vì cô chú anh chị có thể được những cái tác phẩm nghệ tâm rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, và một cái lô như vậy thì em chỉ bán với giá có 50.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cây thì khá là nhỏ bé nhưng bông hoa khi sổ rất là to và cực kỳ là sai bông nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài đẹp và đáng sưu tầm. Đầu tiên sẽ là dòng lan hài Helen. Hài Helen hiện tại là đang chuẩn bị đi vào mùa ngậm nụ rồi đấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị về trồng ấm chậu là bắt đầu sẽ cho nụ cho hoa luôn rồi đấy ạ. Cái là dòng lan hài Helen mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng ạ. Em có tất cả là 3 lô hài Helen nhé. Em gọi đây là cái lô số 1 này cô chú anh chị này, lô số 1 khá là nhiều dề. Đấy, và cái lô số 1 này em xin phép được bán với giá 80.000. Lô số 2 có 2 dề đẹp xuất sắc luôn với giá em bán là 90.000. Và lô số 3 thì cực kỳ là nhiều. Rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ, đây ạ. Lô số 3 thì rất là nhiều nhưng mà cây nó sẽ ngắn hơn một chút xíu, và cái lô số 3 này thì em xin phép bán với giá là cũng 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Này đây sẽ là dòng lan hài mốc hồng. Hôm nay thì em về khá là nhiều những cây lan hài mốc hồng này. Lô như vậy thì có thể rơi vào khoảng tầm 50 cây trở lên. Em bán cái dòng lan hài mốc hồng một lô như vậy với giá chỉ có 45.000 thôi. Và sau bên này sẽ là dòng lan hài Trần Liên. Cái dòng hài dễ thuần dễ chăm mà hoa cực kỳ là bền, đẹp và xinh. Hài Trần Liên, người ta bán một chậu thuần vài ba cây thôi cũng đã lên trên 100.000 rồi. Đó, dòng lan hài Trần Liên một lô như vậy em bán với giá là 90.000 cô chú anh chị nhé. 90.000 cho một cái lô hài Trần Liên này. Hôm nay thì em về cái lô hài hương rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Được coi là chị em song sinh với cả với lại hài hằng nhá. Hiện tại thì mỗi một cây hài hằng có lẽ là lên trên 100.000 đúng không ạ? Và cái dòng lan hài hương hôm nay thì em có đây, chỗ này em hình một này. Hình một em có một cái dề này. Dề này có 3 đầu ngọn dài và đẹp căng mướt như vậy nhá. Và thêm một cái cây rời này nữa, và hình này em xin phép được bán với giá là
190.000 cho hình hài hương số 1. Hình hài hương số 2 ạ. Hình hài xương số 2 có hai dề như vậy này. Đấy, cây rất là to. Hài hương số 2 em cũng bán là 180.000 thôi. Hài hương số 3 mới cây bản lá tròn vo, lá rất là to luôn này cô chú anh chị này. Đấy, cây này rất là đẹp luôn. Và thêm cái dề bên này, dề mẹ con nữa. Hình này em xin phép được bán 200.000 cho cô chú anh chị nào sưu tầm nhé. Sang hình tiếp theo là hình số 4. Hình này có đến 7 cây hài hương nhỡ, cũng khá là lớn và em bán với giá chỉ có 160.000 thôi. Và hình tiếp theo là hình số 5. Lô này có 5 cây nhé cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 130.000 thì lô này cây cũng khá là lớn. Lô số 6 là cái cây nhỡ nhỡ này, em có đến cũng 5 cây nhỡ. Bán là 100.000 thôi, mỗi một cây chỉ tính có 20.000 thôi. Và hình tiếp theo hình số 7 có 8 cây ạ. Cũng với giá là 100.000. 8 cây này nhỏ hơn nhé. Hình số 8 cũng là 8 cây, em cũng bán với giá là 100.000. Và hình số 9 thì 13 cây với giá là 100.000. Và hình hài hương ạ. Trong ít những cây lan hài mà vừa có hương thơm nhé, mà bông hoa to khổng lồ và rất là đẹp. Và bên này thì em có hai phần hài sulivong ạ. Đây là cái dòng lan hài của hài sách tay từ rừng của Thái về cô chú anh chị nhé. Và riêng cái dòng hài này thì khi mà em lấy về thì nó khá là héo. Tuy nhiên thì em đã dưỡng cây và hiện tại là cây đã hồi lại và đảm bảo với cây giống cho cô chú anh chị rồi. Và cái lô hài sulivong này em gọi là đây là lô số 1 đây. Lô số 1 có 3-4 rề như vậy, em bán với giá là 200. Sulivong số 2 chỗ này thì có tất cả là cũng là 4, có 5 rề, 4 rề cô chú anh chị ạ. Lô này thì rất là đẹp luôn, em bán với giá là 220.000 nhé cô chú anh chị nhé. Đấy. Và cây sulivong này thì 1-2 năm trước người ta bán mỗi một cây trên cả 1 triệu đó cô chú anh chị. Bên này thì em có 3 cái lô tổ quạ nhé. Em gọi đây là lô tổ quạ số 1. Lô tổ quạ số 1 này thì có 3 cây to tròn và xinh đẹp này. 3 cây này em xin phép được bán với giá là 80.000. Lô số 2 thì cũng là 3 cây tổ quạ tròn vo. Cô chú anh chị về làm giá thể trồng lan rất là xinh luôn mà làm cảnh cũng rất là đẹp này. Cái lô tổ quạ số 2 là 3 cây nhỏ hơn. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 50.000. Và lô số 3. Lô số 3 là 4 con tổ quạ này em cũng bán là 50.000 cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có 3 giò phi điệp vàng. Em gọi đây là giò phi điệp vàng số 1, chuẩn bị cho mùa vàng tháng 8 đấy ạ. Em bán 150.000. Phi điệp vàng số 2 em cũng bán với giá là 150.000 này. Đó. Và đây, nó có khoảng tầm 5-6 thân nhé. Và phi điệp vàng số 3 cũng với giá là 150.000. Bên này thì em có những cây lan tiểu hồ điệp và những cây hồ điệp và những cây mãn thiên hồng, hoa đẹp một cách xuất sắc luôn cô chú anh chị này. Những cái cây này thì cô chú anh chị có thể trưng trong phòng khách hoặc là cô chú anh chị làm một chậu trưng trong phòng làm việc thì rất là xinh đẹp luôn. Và một cái chậu lan hồ điệp như vậy thì em chỉ bán với giá có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đây là cái màu mãn thiên hồng ạ. Và riêng dòng hồ điệp này thì hiện tại nó đã nở hoa rồi, nhưng cô chú anh chị biết là cái độ bền của nó có thể lên đến 3 tháng. Nên là hiện tại mới nở hoa như vậy, thoải mái cô chú anh chị có thể chơi nhé. Đây, cái màu vàng này là vàng công chúa rất là xinh đẹp nữa này. Cái màu vàng này rất là sáng nhá. Mỗi một cây như vậy là cũng sẽ có một cây này là cây màu vàng này có hai cần hoa luôn cô chú anh chị. Đó, một chậu như thế này thì cô chú anh chị để vào trong một cái chậu xinh xắn là để trong phòng làm việc hoặc là phòng ngủ, phòng khách thì rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nào mà lấy 5 chậu thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan cắt lay a, những cái dòng cắt một lá thơm nức mũi luôn đấy ạ. Hiện tại thì cây đang nở hoa hoặc là đang nụ. Ở đây thì dòng cát hôm nay thì em có rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau. Và cái điều đặc biệt ở đây là em thấy là mỗi một cái cây cát có màu sắc khác nhau thì cũng có mùi hương, có sự khác nhau về cái mùi hương cô chú anh chị ạ. Ở đây thì em có cái bông màu trắng này, trắng tuyền luôn đấy cô chú anh chị, trắng và cái họng hơi phớt vàng nhá. Rồi cái mặt bông, một bông này là mặt bông vàng, vàng toàn bộ hết này. Mặt bông hơi đây, hơi vàng lưỡi tím này, hơi xanh cốm này. Nói chung là cái mặt bông nào cũng rất là đẹp, vàng cốm và lưỡi tím này. Và bên này sẽ là mặt bông vàng cam lưỡi đỏ này, tím phớt hồng đấy ạ. Đấy, mặt bông nào cũng rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Cũng có cái mặt bông là nó đây, vàng cốm. Hôm nay em có cái màu vàng, vàng vàng cốm này khá là nhiều. Và đồng giá ở đây thì em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một cái chậu lan cắt lay a đang nụ hoặc là đang hoa chuẩn màu sắc như thế này cô chú anh chị nhé. Được coi là mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Hoa thì rất là thơm, siêu to khổng lồ. Đó, nhiều màu sắc rất là đẹp cô chú anh chị này.
Và cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị với dòng lan cắt này à. Dòng cắt một lá này nhá, 130.000 cho một chậu. Chậu cây với những cái giả hành rất là khỏe và đẹp, đang nụ hoặc là đang hoa như thế này. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan Hoàng Thảo Henry cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa. Một trong những dòng lan là phân bố cũng rất là hẹp luôn ạ. Dòng lan Hoàng Thảo Henry này em bán 60.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây thì hôm nay em cập bến cái lô 5 cánh trắng họng hồng. Cô chú anh chị biết rằng là dòng 5 cánh trắng họng hồng thì khi mà sổ bông thì nhiều, em thấy là nhiều cô chú anh chị đã chơi lan lâu và sưu tầm những cái giò 5 cánh trắng họng hồng này có thể tạo ra được những tác phẩm. Phải nói là mặt bông này phải nói là một trong những mặt bông quá là đáng chơi, nó rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Size bông và cánh trắng họng hồng đẹp một cách lung linh luôn. Mỗi chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 3 thân cô chú anh chị nhé. 3 thân hoặc là 4 thân cô chú anh chị ạ. Nếu mà 3 thân thì nó sẽ mập khỏe và dài hơn, còn 4 thân thì nó sẽ có những cái thân nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị nhé. Và đồng giá những cái chậu như vậy em chỉ bán với giá có 140.000 cho một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này thôi. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm rất là tuyệt vời rồi. Hiện tại những cái cây này thì nó đã dài khoảng tầm 40 cm rồi đấy cô chú anh chị. Đấy, trước đây thì những năm trước đây khi mà cái dòng 5 cánh trắng họng hồng này nó vừa ra ấy thì người ta bán mỗi một thân là vài trăm nghìn cô chú anh chị ạ. Và hiện tại thì cái giá trị về thẩm mỹ là không hề thay đổi. Mà cái chậu đẹp như thế này thoải mái cô chú anh chị ngắm đã mắt luôn với giá chỉ có 140.000 ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm rồng đỏ. Một chậu như vậy cũng rơi vào từ 3 thân trở lên. Đó, mỗi chậu trầm rồng đỏ như vậy rơi vào ít nhất là 3 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Em cũng bán với giá chỉ có 140.000. Đó, 140.000 cho một chậu. Và những cái thân này, những cái chậu này thì đến cuối năm chắc là cũng sẽ phải rơi vào khoảng tầm cao khoảng tầm 50 cm cô chú anh chị nhé. Và bình thường người ta bán họng cái trầm rồng đỏ hoa nở Tết này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100.000 cho một thân. Còn bên này sẽ là giả hạc Hawaii tím xưa, cũng là dòng hoa nở Tết. Hiện tại thì cây đang đi ngọn rất là tuyệt vời. Cây cũng sẽ rơi vào 4 năm đầu ngọn trở lên. Đấy. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu. Sang bên này sẽ là những cái bảng giả hạc Pháp cô chú anh chị ạ. Những cái bảng giả hạc Pháp này, bảng rơi vào 7-8 thân, đảm bảo cô chú anh chị đến Tết sẽ có một cái suối hoa đẹp tuyệt vời. Giá em bán là 160.000 cho một bảng nhé. 160.000 cho một bảng giả hạc Pháp như vậy. Và bên này sẽ là dòng dòng phi điệp cánh viền. Dòng phi điệp cánh viền bình thường em bán là 160.000. Hàng hôm nay thì em có những cái chậu như thế này. Nó thì vẫn khỏe với cây giống thôi. Tuy nhiên với những cái chậu trước đây thì nó có phần là kém hơn. Thì những cái chậu phi điệp cánh viền hôm nay em xin phép được bán với giá chỉ còn có 120.000. Đấy, xả còn 120.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này sẽ là những cái chậu vũ nữ. Trước tiên sẽ là dòng vũ nữ Socola Baby với sắc hoa đỏ thắm và hương thơm tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, vũ nữ Socola Baby hiện tại đang nụ. Một cái chậu như vậy em bán là 140.000 nhé. Sang bên này sẽ là dòng lan ngọc nữ với sắc hoa tím rất là xinh đẹp, ngọc nữ với giá em bán là cũng 140.000 đang nụ. Và bên này sẽ là dòng lan tiểu thần tiên ạ. Nghe đến tên thì chắc chắn cô chú chị thấy có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi đúng không ạ? Bông hoa to với sắc hoa họng cánh trắng, họng vàng, họng đỏ rất là đẹp. Một cái chậu tiểu thần tiên như vậy em cũng bán với giá là 140.000 nhé. Sang bên này đây thì em có những cái cây này là cây hài. Đây là cây lan hài gì đây nhỉ? Mauzie đỏ với cái sắc hoa đỏ rực rỡ luôn ạ. Mà hoa thì siêu bền, cái dòng này hoa siêu bền nhá cô chú anh chị nhá. Mauzie đỏ đây này. Đó, hoa đỏ thắm như thế này này. Và một chậu Mauzie đỏ như thế này em xin phép được bán với giá 150.000 cho một chậu. Bên này sẽ là dòng Mauzie xanh, khuôn bông như vậy nó sẽ có hoa màu xanh, cây rất là to. Một chậu từ 2 cây trở lên em bán với giá là 250.000. Sang bên này đây sẽ là dòng cây mà hài Lecochilium. Dòng này thì em sẽ bán thanh lý nhá. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu. Ở đây bình thường thì giá trên thị trường người ta bán 250.000. Bên này sẽ là những cái chậu lan Hải Vân, em bán với giá là 120.000 cho một chậu Hải Vân có 2 cây. Và bên này đây thì em có 4 cái bảng dáng hương tam bảo sắc hàng đang nụ. Bảng dáng hương tam bảo sắc số 1 đang nụ này với giá 160.000, tam bảo sắc số 2 cũng với giá 160.000 cũng đang nụ, tam bảo sắc số 3 với giá là 150.000 ạ. Và tam bảo sắc số 4 về cô chú anh chị chỉ việc trao lên một thử thức hoa thôi. Em bán với giá cũng 150.000 và mỗi một bảng như vậy là đang có 2 nụ hoa cô chú anh chị nhé.
Và tiếp sang bên này thì rất rất nhiều những mặt hàng lan đẹp hôm nay mà bên em đã chia ra theo từng hình rồi. Đặc biệt là cái lô giáng hương đuôi cáo và cẩm báo đang nụ đang hoa rất là tuyệt vời hôm nay. Để giao lưu cùng cô chú anh chị, em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên em xin được bắt đầu từ hình số 10 trở đi cô chú anh chị nhé. Hình số 10 là một cái lô cáo xếp gồm có 4 cây, phải nói là đẹp xuất sắc cô chú anh chị này. 4 cây đẹp xuất sắc ạ, 4 cây cáo xếp V, cây số 1 này, cây số 2, cây số 3 này thì phải nói là siêu VIP luôn cô chú anh chị ạ. Cây này bản lá to tròn cực kỳ là đẹp nhá. Cần hoa này thì không biết là có phân nhánh hay không nhưng rất là tiếc là bị gãy mất cần hoa rồi. Và cây này cây số 4 này, nói chung là trong cái cây này thì các cái cây này thì đã đẹp rồi, nhưng mà cái cây này thì phải nói là siêu đẹp cô chú anh chị ạ, siêu đẹp. Hình này em xin phép được bán với giá là 280.000 cho hình số 1 này cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2, là một cái hình cáo có những cây lá bóng bảy mỡ màng như thế này, có tất cả 6 cây, cũng có cây này lá rất là to cô chú anh chị ạ. Và cái hình này em xin phép được bán với giá hình 11, với giá là 170.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 12, 170.000 cho hình này. 160.000 cho hình này, có đến 14 cây tất cả nhá. Hiện tại đang có một cây có cần hoa ở đây này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 này thì có tất cả là 6 cây khá là lớn, cũng có những cái cây nó đang nụ đây ạ. 6 cây khá là lớn này em xin phép được bán với giá là 170.000. Và tiếp theo hình số 14 em cũng được bán với giá 170.000. Hình này cũng khá là nhiều cây lá ngắn lá xếp đẹp của chị anh chị này. Cái lô này thì đấy, có những cây xếp V cũng rất là xinh đấy. Nhưng mà nó nhỏ hơn nhá. Cái lô này thì có tất cả là 15 cây và với giá là 170.000 cái lô này. Ôi rẻ quá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15, 6 cây khá là lớn này. Hình này em cũng bán với giá 160.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16, lô này có đến 14 cây và em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 17, lô này có 16 cây, em bán với giá là 150.000. Và hình số 18 cũng là một cái cây cáo cực kỳ là VIP đẹp luôn cô chú anh chị này, là một cái cây cáo xếp rụt đẹp. Hình này có 2 2 4 6 8, đang lên cây lá thứ 9. 2 4 6 8 9 cặp lá của chú anh chị nhá. 9 cặp lá xếp rất là đẹp như thế này. Ui. Đó. Vài cây này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho cái ngọn cáo này nhá cô chú anh chị nhá. 180.000 cho cái ngọn cáo cực kỳ là đẹp này đấy ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Cái hình này có 4 cây. Hình này 4 cây khá là lớn và hình này em xin phép được bán với giá là 170.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Cái lô này có 7 cây và em bán với giá 150.000. Cây cũng khá là lớn. Cái lô này này đẹp cô chú anh chị ạ, rất là đẹp mà rẻ quá nhỉ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 21, hình này có 4 cây lớn nhá. 4 cây rất là to bự luôn, em bán 160.000. Và hình số 22, cái hình này có 13 cây ạ. Căng mướt đẹp như vậy em bán 160 nhá. Và hình số 23 có 5 cây. Lô này thì ở đâu? Có 4 cây chứ. Lô này 4 cây khá là lớn và em xin phép được bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình này thì có 9 cây cô chú anh chị ạ. 9 cây trong đó có khá là nhiều những cây xếp V. Đấy, 9 cây trong đó có khá nhiều cây xếp V ở đây. Em bán với giá là 200.000 cho lô này. Sang hình tiếp theo là hình số 25. Hình này là có 8 cây cô chú anh chị ạ. 8 cây lô này em bán là 160. Cái lô này cũng có nhiều cây lá ngắn bản lá đẹp này cô chú anh chị này. Sang bên này sẽ là hình số 26, là 8 cây nhá. 8 cây này khá là lớn luôn ạ. Lô này em bán với giá là 170.000 cho lô cáo này. 8 cây khá là lớn. Hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Cái lô này có 5 cây. Đấy, 5 cây lô này em bán với giá là 160.000. Ô cái cây này. Ôi cây này lá nhăn này cô chú anh chị này. Cho hình này ạ. 160.000 chứ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Cái lô 28 này thì em có tất cả là 8 cây. Đấy, tất cả là 8 cây cô chú anh chị nhá. 8 cây như vậy ạ. Lô này cây cũng khá là lớn và đẹp. Đấy. 8 cây rất là đều đẹp như vậy em bán với giá là 170.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29. Cái lô này có 20 cây nhá. 20 cây ạ. Đấy. 20 cây là hay là hơn 20 cây đây, cây đều và rất là đẹp. Cái lô này em bán với giá 180.000. Và sang hình tiếp theo hình bộ. Hình số 30, cái lô này có tất cả là 5 cây, cũng là 5 cây cáo xếp V.
Đấy, 5 cây cáo xếp tê đẹp như vậy, hình này em xin phép được bán với giá là 200.000. 200.000 cô chú anh chị nhé. 5 cây cáo xếp V và hình tiếp theo sẽ là hình số 31. Lô 31 này thì có tất cả là 8 cây khá là lớn ạ. Trong đó có cả cây mẹ con này cô chú anh chị này. Đấy. Và cái lô này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? 170.000 cho lô này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32, cũng là 7 cây. 7 cây nhá, 7 cây to đùng luôn cô chú anh chị ạ. 7 cây cáo rất là to ở đây. Xin phép được bán với giá là 180.000. Đấy. Có cây hiện tại còn đang nụ này. 180.000 cô chú anh chị này. 7 cây rất là to. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Hình số 33 thì em cũng có 7 cây, trong đó có cả cây mẹ con này. Đấy, ngọn bên kia còn có nụ xanh biếc luôn này. Cái lô này thì em xin phép được bán với giá là 170 nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này sẽ là những cái giò cáo thuần này. Ở chậu này thì đang có hai cần hoa về để cô chú anh chị có thể thưởng thức này. Cái nụ hoa này thì hỏng mất một nửa cái cần hoa rồi. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 210.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Hình này thì cái chậu này thì đang có hai cây và một cần hoa, em bán 150.000. Và hình tiếp theo là 36, em bán là 210.000 cho chậu này có tổng 5 cây một cần hoa. Hình tiếp theo là hình số 37. 37 thì đang có 4 cây và cũng đang có một cần hoa, cái chậu này em bán 220. Chậu số 38 với giá 240, có 5 cây cực kỳ là đẹp, đang có hai nụ hoa bóng bẩy mỡ màng bản lá to cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Hình số 39, cái chậu này có tất cả là 4 cây, cũng đang hai cần hoa, em bán 240.000 cho cái chậu này. Đó, 240.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Cái chậu này em bán với giá 220.000 ạ. 220.000 cho chậu này nhá. Và 41 này. 41 cũng là 220.000, chậu này cũng là 3 cây. Đấy, 3 cây. Đang có một cần hoa. Và trồng bằng chậu đất nung cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 42. Em bán cái chậu này này, đang có hai cần hoa rất là đẹp luôn ạ. Đấy, chậu này em bán với giá là 230.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 43. Em có hai khúc nguyên bản đây, khúc số 1 này và khúc số 2 đây ạ. Hai khúc cáo nguyên bản nhá. Khúc số 2 này thì đang có hai đầu ngọn đấy ạ. Cái ngọn này thì cũng có đang có nụ nha, nụ này hỏng rồi, cái nụ bên này thì còn này, còn chơi được này. Hai cái khúc cáo nguyên bản này thì em xin phép được giao lưu cùng cô chú anh chị với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Tổng là 3 cây. Đấy, hai khúc cáo nguyên bản tổng 3 cây, em chỉ bán có 150.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đều là những cây đã trưởng thành và có khả năng cho hoa hết, nhưng mà rất là tiếc là mùa này thì còn có một nụ để cô chú anh chị chơi thôi. Sang hình tiếp theo là hình 44, em cũng có hai khúc cáo nguyên bản. Khúc số 1 này là một cây mẹ con và khúc số 2 này là một cái ngọn này nữa, và hình này em bán với giá là 120.000. Sang hình tiếp theo là cái hình số sang hình tiếp theo cũng là một giò nguyên bản. Giò này là giò 45. Nguyên một dề cô chú anh chị ạ, nguyên một dề, cây không bỏ lá chân, cây mẹ cây con, hiện tại cây con đang mọc lên rất là nhiều. Đấy, giò cực kỳ là tương lai luôn. Đấy, năm nay thì cũng có cần hoa ở đây nhưng mà bị gãy mất một cái cần hoa ở đây rồi cô chú anh chị ạ. Nguyên một dề xanh mướt mắt mà không bỏ lá chân, cực kỳ là đẹp như thế này. Em bán với giá là 280 cô chú anh chị nhé. Cái giò này là nguyên bản mà dân người ta mang ở trên rừng về. Đó, chặt ở trên rừng về rất là đẹp như thế này, với giá em bán 280. Xin nhắc là cô chú anh chị là cây thì cực kỳ là đẹp luôn, nhưng mà ở đây là có cũng có cần hoa đây rồi nhưng mà nó bị gãy cô chú anh chị nhá. Nên là năm nay là cô chú anh chị sẽ không được chơi hoa mà chỉ được ngắm lá thôi. Bên này đây sẽ là một cái giò cẩm báo, những cái phần cây cẩm báo rất là đẹp. Những cái cây cẩm báo cực kỳ là đẹp, mùa này thì rất là tiếc là bây giờ nó đã nở hoa rồi cô chú anh chị ạ. Nếu mà không thì đẹp lung linh luôn, dễ thuần dễ chăm cây cẩm báo. Cái lô hình này là hình 46, 3 cây cẩm báo to đùng luôn ạ. 3 cây cẩm báo to đùng luôn. Nếu mà cái chậu này cô chú anh chị lên một giò mà đang hoa thì đẹp xuất sắc luôn rồi. Hình này em bán với giá là 150.000 cho lô cẩm báo số 46 nhá. Và 47 này cô chú anh chị này. 47. Lô này là 4 cây và em xin phép bán với giá 140.000. 48 đây ạ. 48. 48 này thì lô này cũng có tất cả là 5 cây khá là lớn cô chú anh chị này. 5 cây khá là lớn, đẹp mỡ màng như vậy em cũng bán là 150.000 nhá. Và 49 ạ. 49 thì cái lô này thì em có một cái cây hồ điệp ấn xếp rất là xinh. Cây hồ điệp ấn này. Và 7 cây, và ngoài ra thì có 7 cây cẩm báo bên này nữa.
lá tròn vo rất là đẹp. Cái lô này em bán với giá 140. Hình tiếp theo là hình số 50. Hình số 50 này có tổng tất cả là 11 cây cẩm báo. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 120.000 ạ. 51 là một cái giò hoàng thảo hương vani rất là xinh đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Một cái giò hoàng thảo hương vani rất là xinh đẹp, hiện tại đang nở hoa, một số vẫn còn đang có nụ ở đây. Đấy, hương thơm thì trời ơi ngọt ngào quyến rũ quá đi ạ. Vẫn còn đang có nụ nhá, và một số cây đã nở hoa ở đây rồi. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho giò hương vani số 51, hương vani số 52. Cái giò này là em thuần tại nhà em đấy cô chú anh chị, khá là nhiều năm rồi. Hương vani 52 đang rất là nhiều nụ ở đây ạ. Đó, đang rất là nhiều nụ ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì cái màu hoa của nó chưa nở nên là cô chú anh chị chưa thấy được cái sắc hoa của nó đây này. Đó, cái giò hương vani này 52 này em bán với giá là 130.000 cho giò 52 và giò 53 đây ạ. Giò hương vani 53 cực kỳ là sum xuê và cũng đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đây rất là sum xuê và đang nụ này, một số thì đang hoa, còn rất là nhiều thân đang nụ. Giò này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho giò này này. 150.000, cực kỳ là sum xuê, đang nhiều nụ như thế này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 54. Đó, một cái giò rất là khủng này, bên trên này này. Trên này đang nụ đang hoa này. Rất là sum xuê bên dưới kia nữa này. Bên dưới kia đang hoa này. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 190.000 cho cái giò này cô chú anh chị nhá. 190.000 cho cái giò hương vani này ạ. Đó. 190. Sang bên này sẽ là hình số 40, em có một cái bảng long tu xuân duy nhất này. Em bán với giá là 120.000 cho bảng long tu xuân này. 55 là một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng. Thân nù, đốt ngắn, cổ rụt cô chú anh chị nhá. Đang có 3 cái thân hoa. Đấy, hai mầm gốc rất là nù ở đây em bán 200.000. Sang bên này sẽ là hình số 56 là một cái cây đai châu. Hai cây đai châu này em bán với giá là 160.000, hai cây đai châu rất là lớn. Hình 57 là bốn cây đai châu, bốn cây đai châu có hai cây nhỏ. Hai cây nhỏ nhưng mà cũng không phải nhỏ lắm đâu cô chú anh chị nhé. Và hai cây to em bán với giá là 180.000. Hình tiếp theo là một cái lô quế. Hình này có tất cả là bao nhiêu đầu ngọn đây? 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 7 6 7 8 đầu ngọn gì đó. Thì cô chú anh chị làm được một giò quế rất là to luôn ạ. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 220.000 cho toàn bộ lô này thôi nhá. Và bên này thì em có một cái dề thông đất hay là còn gọi là dề dâu rồng rất là khổng lồ. Cô chú chị có thể trồng làm tiểu cảnh hoặc là làm ngoài ra thì nó có tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời luôn. Dề thông đất này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho cái dề thông đất này nha cô chú chị nhá. Xong bên này đây sẽ là những cái cây Phú Thọ hàng chuẩn ươm ki. Phú Thọ này Phú Thọ số 1 đây, em bán với giá 160.000. Phú Thọ số 2 220. Và HO hàng chuẩn ươm ki. Thời điểm năm ngoái rơi vào hơn 2 triệu một sen, còn bây giờ nó là giá gọi là bình dân thì cô chú anh chị có thể ai yêu thích có thể sưu tầm. Hình này em bán với giá 450.000. Và đây gọi là HO số 2. HO số 4 cũng là 450.000. HO số 1 cũng với giá 450.000 và HO bên này sẽ là HO số 3 với giá 450.000 và số này sẽ gọi là số 5 cũng với giá là 450.000. Còn bên này đây thì em có một cái chậu dáng hương đuôi cáo. Chậu này thì đang hai cần hoa to đùng luôn cô chú chị này. Hai cần hoa to đùng và hiện tại đang có một cái cần hoa này là phân nhánh của chú anh chị nhá. Cái cần hoa này chắc phải dài tầm 50 cm của chú anh chị ạ. Mỗi một cần hoa phải dài tầm 50 trên 50 cm và rất là to. Phân nhánh và ở đây là cây này thì xếp phải nói là lá to xếp thẳng tắp và cực kỳ là vip luôn. Đếm xem bao nhiêu cặp lá, 2 4 6 8 cặp lá. 8 cặp lá và hoa phân nhánh bản lá dày dặn và cực kỳ là đẹp như thế này. Đó. Thì cái dòng kiểu hoa phân nhánh là một cái kiểu dạng đột biến của dòng dáng hương đuôi cáo của chú anh chị nhé. Em bán cái giò này với giá là 1.800.000. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm những cái cây cáo đẹp như thế này, em bán với giá, xin nhắc lại, giá là 1.800.000 cho cái giò dáng hương đuôi cáo này. Cô chú anh chị nào mà lấy thì em sẽ cọc cho em trước ít nhất là 500.000 thì em mới chuyển hàng đi cô chú anh chị nhé. Sang bên này thì em có những đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Trước tiên là cái món mật ong. Mật ong thì ở đây là mật ong zin chuẩn rừng nhá. Dân người ta đi hái lan, đi tìm lan thì lấy được này. Đó, cái mật ong chuẩn rừng. Cái này thì em chưa vắt đâu cô chú anh chị nhá. Em chưa vắt ạ. Và cái mật ong này thì về cô chú anh chị có thể vắt hoặc là rồi là cô chú anh chị có thể sử dụng để ngâm rượu rất là tuyệt vời. Thì cái mật ong này em bán với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó.
150.000 cho 1 kg mật ong. Đấy, đang bao gồm có cả sáp lẫn mật như thế này. Bên này thì em có một ít nấm linh chi tươi. Cô chú anh chị này, đây, một con nấm linh chi này rất là to luôn này. Rất là to luôn, em chỉ để trên bàn tay nhá, rất là to. Đấy, con thứ hai này, 3 này, 4, 5, 6, 6 cái cây nấm linh chi này. Cái lô nấm linh chi này cô chú anh chị về ngâm rất là tuyệt vời luôn này. Cái chỗ linh chi này em xin phép được bán với giá là 120.000 cô chú anh chị nhá, cho nấm, chỗ nấm linh chi này. Đây là cái dòng nấm linh chi mà người dân người ta vừa mới hái ở trên rừng về nhá, và chưa qua xử lý cũng như là em chưa có chưa khô, mà là nó là hàng tươi đấy cô chú anh chị. Bên này thì em có rất là nhiều những đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Ở đây thì em có cái mắc mật của vùng Cao Bằng nhá, mắc mật khô ạ, một túi 1 kg với giá 120, và cái chuối hột khô của cái gia vị, mắc mật là gia vị nhá. Còn chuối hột khô này em bán với giá là một túi như vậy là 1 kg. Đấy, cả quả phơi rất là lâu thì mới được cái một cân chuối như vậy đấy ạ. Để được một cái cân chuối khô mà cả quả như thế này em bán với giá 100.000 cho 1 kg chuối hột khô nhé. Miến rong tre đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá một túi như vậy là 1 kg 100.000. Nấm ngọc cẩu với giá 150 và táo mèo khô với giá là 100.000. Còn rễ mũ tần với giá là 120. Tầm gửi cây chanh thì em bán là 220. Tầm gửi cây nghiến là 190 nhé. Và hoàng tinh 200.000 cho một túi 1 kg. Măng lưỡi lợn với giá măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này thì em có vỏ thông này, đồng giá 20.000 cho 1 kg, có đủ tất cả các size nhé. Rượu dớn vụn cũng là một cái giá thể chống lan tuyệt vời, em bán với giá 4.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Siêu da dễ Atonic 10.000 cho một gói. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 và dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp nhé. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá 30.000. Dưỡng chất B12 giải độc cho cây với giá 30.000. Và cái Super Thai hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000. Và liền da sẹo đen với giá là 50.000 nhé. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá 30.000 cho một lọ. Và cái điền siêu da dễ N3M cũng 30.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị thối nhũn, chi cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 15.000 cho một gói này. Một cái túi như vậy là 1 kg với giá là 150.000 và một hộp như vậy 1 kg với giá 130. Kinkin Boom, cái dòng đặc trị thối nhũn ở đây bán với giá là 25.000 cho một gói. Một hộp phân bón dạng túi lọc như vậy với 20 túi lọc bên trong với giá là 35.000 cho một hộp. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo. Em bán với giá là 35.000 cho một cuộn dây buộc lan như vậy. Và đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Một túi sản phẩm như vậy là 1 kg, em bán với giá là 35.000 thôi cô chú anh chị nhé. Riêng cái sản phẩm phân trâu này thì trên thị trường hiện nay người ta bán chỉ có phân trâu mà không qua, đã qua xử lý và nén viên như vậy thôi thì người ta đã bán đến 60.000 rồi cô chú anh chị nhé. Còn sản phẩm bên em thì không chỉ có phân trâu mà còn có cả đỗ tương và dịch chuối trong đó nữa, nên là tạo ra một cái sản phẩm phải nói là hết sức tuyệt vời về cái giá trị dinh dưỡng đối với cây. Đặc biệt cái dòng sản phẩm phân trâu này nó còn rất là lành tính đối với cây lan cô chú anh chị ạ. Thoải bón thoải mái mà không đen đầu rễ, rễ cũng như là ở đây đã xử lý rất là kỹ nên là không có cây cỏ như cây cỏ luôn cô chú anh chị nhé. Với sản phẩm hết sức là tuyệt vời mà giá thì vô cùng là rẻ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, bán với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên rất là lành tính đối với sức khỏe luôn đấy ạ. Giảm đau hiệu quả, không gây nóng rát. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những ý mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ.